Đường Giạc Sen thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đang được nhìn thấy ở đây đang là nhà công vụ, và ngay chỗ góc cua đường Trần Cao Vân trước đây là ngân hàng Việt Nam Xuân Tín, con gà đẻ trứng vàng. Đây là đường Quang Trung thưa quý vị, một buổi trưa ngày mưa. Và ngay góc này nè, ngày xưa thì không có lối để mà đi vào tới đây đâu. Tới cái góc đường Bá Đa Lộc và Quang Trung là chỗ đây bị bít lại bằng những hàng rào. Và chỗ đây là Viện Quân Y Nguyễn Huệ ngày xưa, bây giờ là Trường Cao Đẳng Y Tế đây thưa quý vị. Dạ xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một video vào buổi sáng em thực hiện ở ngay đường Phan Đình Giót, là đường hiện nay đó quý vị. Còn ngày xưa ở đây đó là đường Phường Củi. Và ngày hôm nay em thực hiện video với sự gửi gắm của bạn Vinh Phan đang ở bên nước Mỹ thưa quý vị. Bạn Vinh Phan là con trai của chú Tư Phan và cô Son gốc người Hoa. Và đây là gia đình mà cũng hay gửi tiền về để làm thiện nguyện tại thành phố Nha Trang đó quý vị. Và hôm nay em được sự gửi gắm của bạn Vinh Phan, có bốn hoàn cảnh em cần phải đi đến nơi để mà thăm hỏi và tặng quà. Thì hôm nay đây là hoàn cảnh đầu tiên. Chào cô ha. Dạ kính thưa quý vị, thưa bạn Vinh Phan, cô đây là cái cô mà buổi tối mình có đẩy, cô có đẩy cái xe nôi cô ha, đi lượm ve chai ở ngoài đường và đẩy theo một đứa cháu ngoại của cô. Và theo sự tìm hiểu thì con gái của cô mất sau khi đẻ bé ra khoảng chừng có vài ngày thôi. Thì bây giờ con chào cô. Cô có điều gì muốn chia sẻ trong ngày hôm nay không cô? Thứ nhất là về hoàn cảnh của mình đó cô. Thì cô giờ cô cũng bị tai nạn, xong bây giờ cô nuôi cháu thôi. Giờ cô nuôi được ngày nào cô nuôi với cô cũng chưa biết nữa. Giờ mình nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho cô thì nuôi cháu ăn học tới cùng, cô cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Giờ cô không biết nói sao mà hết á. Giờ cô sống được ngày nào thì cô nuôi cháu thôi, chứ giờ cô không biết như thế nào đây. Khi mà cô mà nhắm mắt xuôi tay thì cháu như thế nào đây nữa nè. Giờ thì cháu không có ai hết cả. Dạ, dạ kính thưa quý vị, hiện tại là chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau thôi. Và người cháu ngoại của cô chỉ mới có mấy tuổi thôi cô ha? 2 tuổi. Có 2 tuổi thôi thưa quý vị. Bây giờ là em sẽ cùng với lại cô đi vô cái phòng trọ của cô ở. Mà cái này thì cô gọi là tá túc thôi, chứ cô cũng không có đủ tiền cô thuê nữa ha. Có một đôi bạn trẻ thuê cái căn nhà này và thấy hoàn cảnh cô tội nghiệp cho nên để cô ở chung luôn. Bây giờ mình đi cô ha. Ở đây là đường Phan Đình Giót thưa quý vị, đường Phường Củi của ngày xưa. Ở đây là hẻm 41. Con hẻm này phải nói là cũng rất là quen thuộc đối với nhiều cô chú anh chị. Và đặc biệt là có một bạn vừa rồi đó, bạn Nam cũng có nhờ em ghi hình lại cái con đường, cái hẻm này và ngôi nhà của bạn ấy. Bạn ấy thì đang làm việc sinh sống ở Sài Gòn. Căn nhà của bạn ấy là số 41/1, là ở phía sau này thưa quý vị. Nhà cũng rất là mát mẻ. Còn đây là cái căn nhà mà căn nhà xưa, căn nhà đẹp lắm quý vị, căn nhà cổ luôn mà em cũng đã từng ghi hình rồi. Bây giờ thì để quý vị tìm hiểu rõ hơn về cô á, thì em xin phép mời quý vị hãy cùng em đi với cô về với lại căn nhà trọ để mà tìm hiểu cuộc sống của cô như thế nào. Cô mơ ước là giúp cho cô mái nhà nhỏ nhỏ cũng được, có bà cháu chui ra chui vô sống qua ngày. Chứ giờ ở với người ta vậy chưa biết khi nào người ta dọn đi rồi, không biết bà cháu ở đâu. À tức là
người ta dọn đi thì mình cũng phải dọn đi theo ha. Người ta về quê của anh ta, ta sẽ ở, rồi cô cũng không biết họ ở đâu nữa. Họ tới đây họ thuê thì người ta thấy hoàn cảnh vậy, họ dắt cho về ở thôi. Phía xa xa kia kìa quý vị, là cái chỗ mà căn nhà của cô ở trọ đó. Bây giờ cô đi trước ha, cô đi trước để dẫn đường giùm con. Kính thưa quý vị, trên tay cô xách theo hai cái hộp nhựa, mà trong khi đi ngoài đường là cô tranh thủ cô lượm đó quý vị. Lượm được cái nào hay cái đó. Đây là cái xe nôi của cô nè. Chiều cháu về là cô bỏ cháu trên đây cô đẩy luôn ha. À, cháu bé 2 tuổi thì đang đi nhà trẻ rồi thưa quý vị. Em xin được phép nhắc lại một lần, đây là căn nhà trọ mà đôi bạn trẻ có thuê ở đây và cho cô tá túc. Dạ, bây giờ là bé đi học rồi hả cô ha? Bé đi học 4 rưỡi bé mới về nữa. Dạ, dạ. Dạ thưa cô, bây giờ thì con xin phép được hỏi sâu thêm một tí xíu. Là thứ nhất là quê cô ở đâu, rồi cơ duyên nào đưa cô đến với thành phố Nha Trang, rồi công việc của cô hiện nay là như thế nào và khó khăn ra sao cô ha? Thì quê cô thì hồi xưa cô ở với ba mẹ, mà ba mẹ là ba mẹ ghẻ, ba mẹ nuôi á, dạ. Gọi là ba mẹ nuôi, nhặt cô về nuôi. Thì giờ hôm nay ba má thì ở trong Cam Lâm á, mà ông bà cũng già rồi. Thì cô ra đây thì trước khi cô ra đây cô làm là lúc đó cô còn trẻ, cô mới có 20 tuổi, 20 hay 25 gì đó. Dạ. Thì cô ra đây thì cô làm rửa chén, làm mướn cho người ta. Thì sau đó cô mới gặp được một ông chồng. Thì giờ hôm nay ông sống được hai mặt con. Thì hôm nay ông phản bội cô, ông bỏ cô, ông đi. Lúc đó là ở bên nhà phía chồng của bà nội chồng. Giờ ông ra đi, ông lấy vợ khác thì trong phía nhà chồng đuổi cô ra khỏi nhà. Giờ cô cứ đi tá túc chỗ nào cho cô thì cô tá túc, và cô nuôi con khôn lớn. Giờ thằng cu thứ hai á, thằng con trai của cô thì nó đi làm, nó có thấy ở như vậy, nó đi làm, nó ở với nhà bạn. Lâu lâu nó về một lần nó cho tiền cho cháu uống sữa uống đồ vậy. Cho cô lượm cái chai đâu có đủ đâu. Nó là tiền đóng tiền học cho cháu rồi. Giờ cái chai hồi nó còn có giá chứ giờ rẻ lắm. Một xe gì nó ra bán hết 30 ngàn chứ mấy. Dạ. Rẻ quá mà cô nói cô đi xin thêm việc làm mà chân cẳng cô bị tai nạn đó, nó chưa không có bưng nặng được. Chỉ làm cho người ta thì phải đi nhanh nhẹ chứ còn mà cờ lê hồn có nhận. Dạ. Bây giờ cô cứ đi lượm được chút nào, cô lượm nó xong cái mấy nhà hàng ra thấy vậy đó, người ta mới cho. Nó thôi khoảng vài ngày tuần thì cô cứ tới thì cô lấy rồi cô về cô bán, cô kiếm tiền cho cháu ăn uống sữa. À, nhờ hai cái nhà hàng Trung Quốc dưới đường Hoàng Văn Thụ á, là họ cho. Đúng rồi, hàng gì mấy lần đầu con gặp cô là ngay góc đường Hoàng Văn Thụ với lại đường Lê Thành Phương á ha. Ừ. Rồi sau đó là con có buổi tối con có trở lại mấy vòng con tìm cô mà không có gặp. Mấy thì, bữa mưa con có hỏi cô có đi. Mấy bữa nay mưa ha. Mưa cô không có đi tại chân cô nó đau. Dạ. Cô không có đi nổi. Thì cái lần đầu mà con gặp cô á thì bữa đó con gửi cô 200 hay 300 gì đó ha. 200. Rồi có hỏi cô là cô ở chợ ở đường Phan Đình Giót. Thì mấy nay mưa quá. Con cũng đi vòng vòng ngoài đường để con tìm mấy cái hoàn cảnh khác nữa. Nhưng mà cũng không có gặp được á. Thì bây giờ con cũng mới hỏi thăm cái cô kia. Thì cái cô bán bún riêu ngay đầu ngõ đó. Ngày hôm qua cô đi á, cô gặp chị kêu qua. Dạ. Chị kêu qua, chị nói có cái ông chú đó muốn gặp em mà gặp như thế nào thì em mới cho cái số địa chỉ nhà, có gì chị cứ chỉ tới đó. Không có thì nhiều khi không có, em có ở nhà thì em đi lượm ve chai, sáng ngày em đẩy em cu đi gửi trẻ xong em đi luôn, sáng là đẩy về thôi, còn chút có dọn bán cỡ. Dạ. Ở nhà ta hôi á. Cô là cô người gốc ở đâu cô? Gốc Quảng Trị. Quảng Trị đúng không? Ở Cam Lâm là cô ở chỗ nào?
Cam Lâm trong chỗ cam cam ăn bắc á, thôn cửa Tùng cam ăn bắc. Tại vì chỗ đó là những bà con người Quảng Bình, Quảng Trị ở Quảng nhiều Trị, lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, khu vực đó là người bà con ở Quảng Trị không mà người Công giáo không Đúng rồi, Công giáo, tức là họ là những người di cư vào Nam năm 54 đó. Hôm nay nè con đến đây là thứ nhất là con được sự gửi gắm của bạn Vinh Phan. Bạn Vinh Phan là ở bên Mỹ, muốn tặng đến cô là 500.000 đồng. Đây là cái số tiền 500.000 con tặng đến cô ha. Thay mặt bạn Vinh Phan chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc sức khỏe, bình an và ráng cố gắng để mà lo cho cháu ha. Và kính thưa quý vị, nhân tiện đây thì hoàn cảnh của cô em cũng xin phép được chia sẻ luôn. Cô hiện nay thì đang ở nhà trọ căn nhà số 41/26 đường Phan Đình Giót. Cô có nuôi một người cháu ngoại chỉ 2 tuổi thôi và đang tuổi ăn tuổi lớn thì cần những cái nhu yếu phẩm như là đồ ăn và sữa, nhưng mà bản thân cô cuộc sống rất là khó khăn, chỉ đi lượm nhôm nhựa thôi, không có đủ khả năng để mà lo cho cuộc sống của bé. Và cũng rất mong được đồng hành cùng với lại nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân khi biết đến hoàn cảnh của cô mà giúp đỡ đến cô, đặc biệt là giúp đỡ đến cháu để cháu có thể được tới trường và trong tương lai thì có thể là được đi học từ lớp 1 hoặc đến cao hơn nữa cô ha. Thì cái trường hợp của cháu là như thế nào, cô có thể kể cho bà con được biết không ạ? Cháu nó giỏi lắm. Cháu nó sinh ra tới giờ nó giống đi học sao mà nó sợ, một lần tới nhà trường là nó khóc dữ dằn luôn, ai cũng nói kệ nó khóc khoảng phải 2 tháng vậy nó mới hết nữa. Dạ. Yeah. Ôm cứng bà ơi vậy. Cô ra ẩm lên rồi mình đi về là nó khóc đổi là nó hết à. Dạ. Mà nó dễ dạy lắm. Nếu như mà cô không ngại thì cô có thể kể một chút về mẹ của bé không? Để quý vị có thể hiểu được hoàn cảnh của cô, để mà có thể đồng cảm giúp đỡ cho cô ha. Mẹ thì mẹ lấy chồng sớm quá, thì nó sanh nó làm băng nó mất. Thì cô cũng tiếc nuối đứa con nó lắm, nó đẹp gái lắm. Chứ giờ đây cặp nhỏ đây nó cũng thương lắm, muốn nhận là mẹ nuôi đó, nó giúp được cho cô được cái gì nó giúp. Ví dụ nhiều khi cô không có tiền nó cho cô 50% ra mua sữa cho cháu hay là cho cháu ăn. Nhiều khi đó 3-4 ngày cô bệnh cô nằm ẹp đó, cũng nhờ hai đứa nhỏ đó nó lo sữa đồ cũng hết, nhờ nó lo hết ạ. Cũng ở đây nó thương lắm, nó coi giống như mẹ ruột vậy. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cô mong muốn nhất là điều gì nè? Cô mong muốn nhất là cuộc đời của cô, cô muốn có cái chỗ ở cho nó yên tâm, khỏi đi đây đi đó đi này đi nọ. Chứ giờ ở nhờ người ta, một mai người ta có con có đời người ta cũng về quê, người ta cũng trả nhà, người ta về quê cô không biết như thế nào đây để mà có cuộc sống mà có cái chỗ chui ra chui vô để mà cho cháu nó yên. Dạ, rồi cô mong muốn điều gì cho cháu ạ? Thì giờ cô mong muốn là cuộc đời của cô cho có sức khỏe để cô làm, cô nuôi cháu cho ăn học tới nơi tới chốn. Rồi xin mạnh thường quân có giúp đỡ cho cháu được ngày nào hay ngày đó thôi, chứ khi cô nhắm mắt chui tay rồi giống như cô gửi cho nhà nước thôi. Dạ. Cô cố gắng nha. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, cô tên gì cô ạ? Cô tên Phương. Dạ kính thưa quý vị, cô Phương, hoàn cảnh một bà ngoại đơn chiếc nuôi cháu ngoại, và cháu thì mất mẹ năm cháu chỉ có 2 ngày tuổi thôi, đến bây giờ là cũng đã 2 tuổi hơn rồi, và thật sự là cuộc sống khó khăn, cũng mong được sự ủng hộ và chung tay của nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ đến cô Phương ở hoàn cảnh là số nhà 41/26 hẻm Phan Đình Giót. Và ở đây là căn nhà trọ của cô thôi, có thể là một vài thời gian sau thì có thể là cô không ở đây nữa, thì điều đó là cũng không có biết được. Và cô có số điện thoại không? Cô có. Dạ, cô có thể đọc số điện thoại cho cô được không? Đâu cho con một điện thoại của cô đi. Cô xài cùi bắp nhỏ đó, nó cho dạ. Cho cô cũng đâu có mua nổi điện thoại đâu. Con dò rồi, cô cho số. Con mượn số điện thoại của con nghe.
Cái này thì em đang dùng số điện thoại của cô gọi qua số máy của em thì sẽ hiển thị lên số của cô trên đây thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, số điện thoại của cô là số 077 3415 254. Em xin đọc lại, số điện thoại của cô là 077 3415 254, cô Phương, hẻm 41/26 đường Phan Đình Giót. Dạ. Dạ rồi, cô cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn rất dạ, là chào nhiều. Cô. Dạ, dạ. Dạ kính thưa quý vị, tiếp theo là một hoàn cảnh mà phải nói là rất là hữu duyên. Khi em đang đi trên đường và trời mưa khá là to đây thưa quý vị. Và gặp lại một người anh trên một chiếc xe lăn ba bánh. Thì anh này cũng là một hoàn cảnh mà bạn Vinh Phan cũng muốn chia sẻ trong ngày hôm nay đó quý vị. Anh ơi, em chào anh. Anh kiếm dưới cái gốc cây nào đó, hai anh em mình vô nói chuyện tí xíu anh. Dạ. Nha Trang mình dạo này là vào mùa mưa rồi thưa quý vị. Mùa thu thường hay có mưa. Ở đây là ngay góc đường nhà thờ và đường Trần Cao Vân ngày xưa thưa quý vị. Bây giờ là đường Lê Thành Phương và đường Ngô Sĩ Liên. Em và anh trai này đang đi tìm một cái vị trí mà thuận lợi. Cái gì anh đi theo em nha. Để em kiếm cái chỗ đây rồi hai anh em mình vô. Thật sự là đi ngoài đường trời mưa cũng rất là bất tiện đó quý vị. À, đằng đây đi. Chỗ đây là cái chỗ mà tòa thánh của người Ấn Độ mà vừa rồi chú Farouk cũng đã tìm tới đây nè thưa quý vị. Rồi em chào anh ha. Bây giờ anh có thể giới thiệu lại hoàn cảnh của anh không? Tại vì hôm nay là bạn Vinh Phan, bạn ở bên Mỹ á, muốn giúp đỡ đến anh á. À không, em bị ta sự cố hay gì, em bị gì đó, rồi vợ nó bỏ em, dục là hai đứa con em đi xin kiếm tiền nuôi con hàng ngày. Bây giờ em cũng trông mong có em ai cũng nói cho gặp mấy mạnh thường quân giúp đỡ cho hai đứa con cho nó vô đại học. Rồi thì mình chết cũng được không sao hết. Dạ. Hôm nay em tại vì trời mưa quá em không có chuẩn bị chu đáo được. Ở đây có 500 ngàn, em gửi tặng đến anh ha, cầm giùm em ạ. Dạ rồi, bạn Vinh Phan bên Mỹ ha, gửi lời chúc đến anh dồi dào sức khỏe, bạn sự bình an. Rồi chúc hai đứa con học giỏi nha. Dạ, yeah. Nó vô năm này là nó tốt nghiệp lớp 12 là chuẩn bị vô đại học á. Dạ. Rồi anh cố gắng nha. Dạ, hằng ngày đi xin mưa gió thì nó ướt. Dạ, dạ. Lạnh lẽo. Dạ. Còn mong nó gặp người đó. Có giúp đỡ cho hai đứa con còn em sao không được đó. Dạ. Giữ hai đứa con cho nó tới nơi đến chốn mà mình chết cũng được không sao hết. Dạ rồi. Dạ. Cố gắng giữ sức khỏe nha anh nha. Dạ, rồi anh đi làm ha. Dạ, em cảm dạ. ơn nhiều nha. Dạ rồi, có chừng ước nha. Dạ, dạ. Dạ rồi, em chào anh. Rồi, tháng 10 rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, em đi nha. Dạ rồi, chào anh. Dạ, dạ. Bây giờ thì đã làm được hai hoàn cảnh trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi trưa rồi và em sẽ còn tiếp tục với hai hoàn cảnh tiếp theo mà bạn Vinh Phan cũng muốn trợ duyên đến những hoàn cảnh khó khăn tại nơi quê nhà. Em đang đi trên đường dẹt sen thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đang được nhìn thấy ở đây đang là nhà công vụ. Và ngay chỗ góc cua đường Trần Cao Vân trước đây là ngân hàng Việt Nam Xuân Tín, con gà đẻ trứng vàng ở ngay góc này luôn.
còn phía chỗ đây là ngã ba đường Công Quán và đường Dẹt Sen. Đây là đường XQ và đường Dẹt Sen thưa quý vị. Anh này thì anh cũng đang di chuyển trên đường để anh đi đi sinh. Thật sự là những cuộc sống rất là khó khăn. Còn ngay góc này là chỗ, đây là chỗ rạp Tân Quang. Đây cũng gọi là ngã 6 thưa quý vị. Ngã 6 chỗ khúc rạp Tân Quang và trung tâm y tế toàn khoa. Hướng bên kia đó là đường Lý Thánh Tôn và đường Quang Trung. Thật sự là rất là may và có duyên khi gặp lại anh ngồi xe lăn trong một cái hoàn cảnh mà trời mưa ở ngoài đường. Tại vì mà trước khi trời mưa đó quý vị, em cũng đã vào một vòng hết các ngõ hẻm ở trên đường Quang Trung. Đó là ngay cái chỗ trước cái trường cao đẳng y tế. Tại vì cao đẳng y tế ngày xưa đó là Viện Quân Y Nguyễn Huệ đó quý vị. Em chạy vào khắp các ngõ hẻm đó để hỏi thăm về anh. Nhưng mà họ cũng không có biết nhiều về anh. Và lúc trước thì em có hỏi thăm thì anh nói anh ở những cái đường hẻm trong đường Quang Trung. Đây là đường Quang Trung thưa quý vị, một buổi trưa ngày mưa. Và ngay góc này nè, ngày xưa thì không có lối để mà đi vào tới đây đâu. Tới cái góc đường Bá Đa Lộc và Quang Trung là chỗ đây bị bít lại bằng những hàng rào. Và chỗ đây là Viện Quân Y Nguyễn Huệ ngày xưa. Bây giờ là trường cao đẳng y tế đây thưa quý vị. Ở đây quý vị cũng đang được quan sát là dọc hai bên đường những cây xanh đã được chặt bỏ bớt và tỉa cành để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra khi vào mùa mưa và mùa giông đó quý vị. Tại vì thành phố Nha Trang hiện nay đang chuẩn bị đón một cái cơn áp thấp nhiệt đới và sự mưa kéo dài sắp tới đã được dự báo thời tiết báo trước rồi thưa quý vị. Ngày xưa là đoạn này tới đoạn Bá Đa Lộc là bị bít đường, bây giờ thì đã mở ra và nơi đây được gọi là ngã 7 của thành phố Nha Trang. Hướng bên đây là hướng đường Lê Thánh Tôn. Chắc hẳn là những quý vị cũng đã quen thuộc với những con đường tại thành phố Nha Trang dù mới hay cũ. Và ở Nha Trang cũng có khá nhiều anh em YouTuber khi ghi hình ở đây. Và em cũng muốn thật sự là chia sẻ những hình ảnh và thành phố Nha Trang và cập nhật liên tục những thước phim, những hình ảnh để quý vị có thể cùng nắm bắt được tình hình kinh tế, xã hội và đời sống con người của thành phố Nha Trang, để quý vị có thể nhìn thấy và đỡ nhớ về quê nhà hơn. Em đang từ đường Lê Thánh Tôn rẽ qua đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Thị Xuân là một con đường đối diện với lại chỗ nhà xác của Quân Y Nguyễn Huệ ngày xưa đó quý vị. Và ngay góc đường Bùi Thị Xuân này thì tới đây là hết rồi, một đoạn rất là ngắn thôi. Và tới đây là đường Lê Quý Đôn. Đường Lê Quý Đôn thì đâm thẳng ra tới con đường Tô Hiến Thành. Và nhân tiện thì vừa rồi cũng có một người chị cũng muốn xem lại đường Nguyễn Trung Trực, cho nên là em sẽ thực hiện một đoạn ngắn đường Nguyễn Trung Trực này để chị có thể theo dõi. Em sẽ rẽ qua hướng đường Cô Bắc. Tại vì đường Nguyễn Hoàng là người Ngô Gia Tự bây giờ là đường một chiều đi từ hướng đường Trần Nhật Duật rẽ về đây. Trần Nhật Duật thì đến năm 1969 mới được đổi tên thành đường Trần Nhật Duật thưa quý vị. Còn trước đó nữa thì bà con gọi là đường Phước Hải nối dài. Đây là đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng.
đường Thúc Kháng thưa quý vị. Em sẽ rẽ qua tiếp đường Nguyễn Hoàng và đi một góc hướng về đường Nguyễn Trung Trực để quý vị cùng theo dõi. Và ngay góc này luôn, ngày xưa cũng có một tấm hình ảnh của Nha Trang ngày xưa, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đường Nguyễn Trung Trực của ngày hôm nay thưa quý vị, hai bên đường hiện nay cũng đang có khá nhiều ngôi nhà cao tầng và những nhà cửa rất là khang trang bề thế. Sắp tới là một góc ngã tư giữa đường Nguyễn Trung Trực và đường Trần Nguyên Hãn. Rẽ qua bên tay phải là đi về hướng chợ Sâm Mới đó quý vị. Còn em đang đi hướng về phía đường Tô Hiến Thành. Dạ, và bây giờ thì trời cũng đang mưa to dần lên rồi, cho nên em xin phép quý vị sẽ tiếp tục thực hiện thêm một đoạn video vào buổi chiều để đi tìm đến hai hoàn cảnh tiếp theo mà bạn Vinh Phan muốn chia sẻ. Đây là đường Tô Hiến Thành rồi thưa quý vị.